Chiều nay, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã dẫn đầu đoàn công tác của thành phố kiểm tra tiến độ thực hiện dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1. Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1, được khởi công tháng 6 năm 2016 do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam, Trung Nam Group làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao BT. Qua đó góp phần giải quyết tình hình ngập úng, kiểm soát ngập do triều cường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân. Dự án xây dựng 6 cống kiểm soát triều gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định, 3 trạm bơm, tuyến đê bao ven sông Sài Gòn dài 7,8 km. Đây là dự án đặc biệt quan trọng với Thành phố Hồ Chí Minh, trải dài 9 trên 24 quận huyện. Đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư trong việc đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng nhấn mạnh, trong quá trình thi công phải tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động, nhất là tình hình giao thông đường bộ cũng như đường thủy phải thông suốt, phải đảm bảo chất lượng kỹ thuật, tính mỹ thuật. Các đơn vị có liên quan cần phát huy tối đa trách nhiệm và sự phối hợp vì mục tiêu chung. Trong quá trình triển khai dự án này, thành phố cũng khẩn trương thực hiện các dự án tiếp theo để đồng bộ với nhau nhằm giải quyết được tình trạng ngập. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng dự án sẽ được hoàn thành vào tháng 4 năm 2018.